bây giờ là 1 giờ rưỡi, đã chạy được 30 phút ở trong đường trường Sơn Đông rồi. Hiện tại là không có sóng di động luôn các bạn, không có 3G, 4G gì hết. Mình và bạn mình là xài Mobifone và Viettel luôn, và cả hai đều như nhau. Nên giờ chỉ có biết chạy thôi, chỗ nào đẹp thì dừng lại chụp hình quay phim, và chạy trên một cái tuyến đường như thế này. Tới khi nào có sóng thì tính, còn không thì cái này là sẽ đâm thẳng tới thị xã An Khê luôn đó. Hy vọng là nó sẽ không có những cái nhà ngã rẽ lớn, chứ mà nếu mà giờ có ngã rẽ lớn cũng không biết là đi hướng nào. Đây đèo dốc nhiều quá. Là 2:40, mình vẫn đang ở trong đường trường Sơn Đông nha, vẫn chưa ra tới chỗ thị xã An Khê. Đường chạy rất là thoải mái các bạn, vắng và mát mẻ, không có ổ gà ổ dịch gì nhiều. Nó cứ vậy nha, nó chạy đều vậy hoài luôn á. Hai bên là rừng và rất ít nhà dân. Sóng điện thoại thì cũng lúc có lúc không. Khúc này hình như là có trở lại rồi, còn hồi nãy là phía bên trong kia là không hề có tín hiệu luôn. Nên mà ai đi này thì lưu ý hai cái quan trọng nhất, đó chính là xăng. Mà nãy giờ mình chạy hơn 50 cây rồi đó, mà mình chỉ thấy có một cây xăng duy nhất mới vừa chạy qua nãy thôi, còn từ lúc mà bắt đầu chạy vô đây là không thấy luôn. Cái thứ hai là phải có sóng, có bản đồ, nên tải chế độ offline về trước. Thật ra là ở này nó chỉ có một đường đi thôi, nhưng mà hồi nãy có một cái ngã rẽ nó chỉ hai hướng, thì cái đó chỗ đó nếu mà không có bản đồ thì cũng hơi mệt. Phải hỏi người dân thì tốt nhất là mình nên tải cái bản đồ offline về máy ha, thì nó vẫn định vị cho các bạn đi được. Giờ vẫn đang tập trung chạy thôi, mình đang kiếm ra cái chỗ mà có cái phù điêu ghi là đường Trường Sơn á, để check in đó, mà không biết khi nào mới tới, mà không biết phải cái đoạn đường này đi ra chỗ đó hay không nữa. Xăng thì đã xuống hết một vạch rồi. Sáng trước khi đi là đổ măng đen thêm 110.000 nữa. Hôm tổng tiền xăng hôm qua là 1.030.000. Hôm nay là đổ thêm 110 nữa là 1.140.000 rồi. 1.140.000 cho 2 ngày và đã đi được hơn 750 cây số. Xe của ông bạn mình thì nó chỉ mới có 900 triệu thôi. Chênh lệch nhau cỡ 200.000 á. Và xe đó tiết kiệm xăng hơn xe mình. Xe mình hiện tại là nó báo đi đường trường được 5,8 lít cho 100 cây. Còn xe của bạn mình thì nó báo có 3 lít mấy cho 100 cây à. Nó tiết kiệm hơn rất là nhiều luôn. Nó đi bù di nữa chứ. Rồi về chi phí ha. Qua nay thì cũng không ăn vô uống tốn gì nhiều. Tiền phòng là ở Măng Đen là mình đặt 360.000 một đêm. Hôm nay về Quy Nhơn thì mình có đặt thêm phòng là 350.000. Nha Trang mình đặt luôn rồi, 400.000. Đó, nó cứ cỡ 300-400 vậy thôi, thì chia ra người có 150, 270, 280 thôi, 200. Và cái thứ hai là